Vừa chia tay Hà Vi, Cường Đô La đi Mỹ cùng mẹ con Hà Hồ. Cường Đô La Hồ Ngọc Hà trở thành cặp đôi đặc biệt nhất trong showbiz Việt trong nhiều năm trở lại đây. Mới đây, Hà Vi bất ngờ thông báo chia tay Cường Đô La sau 2 năm mặn nồng với lý do không tìm được tiếng nói chung khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng Hà Hồ chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự chia tay này. Trước những lời đồn đoán của dư luận, Hà Vi không chia sẻ gì thêm. Cường Đô La quyết giữ thái độ im lặng. Trong khi đó, Hà Hồ vừa đem chuyện tình yêu của mình đi lưu diễn ở nước ngoài xa xôi. Được biết, trong chuyến lưu diễn này, Hồ Ngọc Hà đem theo cả gia đình đi cùng như một chuyến đi kết hợp giữa công việc và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ tấm hình chụp trên nước Mỹ cùng Trấn Thành và bé Subel. Điểm đáng chú ý nhất là việc anh đánh dấu tên cả Hà Hồ và Cường Đô La vào dòng trạng thái kể lại câu chuyện trong chuyến đi của mình. Địa điểm anh check-in cũng chính là địa điểm mà Hà Hồ vừa cập nhật. Điều này chứng tỏ hai người cùng đoàn với nhau. Chính vì vậy, nhiều người đang đồn đoán rằng Cường Đô La cũng xuất ngoại cùng Hà Hồ trong chuyến đi này. Hiện vẫn chưa rõ điều này có thật hay không. Nhiều người mong muốn Cường Đô La sẽ quay về bên Hà Hồ vì tương lai của cậu con trai Subel đáng yêu, nhất là khi nữ hoàng giải trí cũng đã chia tay đại gia Kim Cương sau cuộc tình quá nhiều thị phi ồn ào. Nếu Châu về hợp phố, thì Cường Đô La Hồ Ngọc Hà sẽ trở thành cặp đôi đặc biệt nhất showbiz Việt trong nhiều năm trở lại đây. Song Joong Ki và Song Hye Kyo tiếp tục gây bão khi xuất hiện bộ ảnh cưới khiến fan thêm đau tim. Cộng đồng mạng lại một phen xôn xao trước bộ ảnh cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Tin tức đám cưới của cặp đôi song song với sức mạnh như vũ bão đang gây một hiệu ứng mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông. Bộ ảnh cưới dưới đây đang được cư dân mạng truyền tay nhau và chia sẻ khắp các trang mạng xã hội vì độ quá hot. Song Joong Ki lịch lãm trong bộ vest trắng đen, Song Hye Kyo tỏa sáng trong bộ váy cưới trắng satin đầy quyến rũ. Đám cưới trong mơ của đôi trai tài gái sắc này là dịp để fan ruột cũng là các thánh chế thể hiện lòng hâm mộ. Những bức ảnh này thực chất là do fan tặng riêng cho cặp đôi song song như một lời minh chứng cho sức ảnh hưởng cũng như lòng yêu mến của khán giả khi họ chính thức thừa nhận sẽ về chung một nhà. Dù không là thật nhưng rất đáng để nhìn ngắm trước khi cả hai tung ra bộ ảnh cưới chính thức. Concept hồng quả thật rất phù hợp với bộ ảnh cưới tương lai này. Nam thần của chúng ta hợp với mọi màu sắc. Dù style đơn giản như thế này thì thần thái của cả hai vẫn không hề lu mờ đi chút nào. Cô dâu tương lai Song Hye Kyo phá cách với váy ren cũng sẽ là một gợi ý hay từ fan. Tuy có chút gượng gạo trong hình ghép nhưng không thể công nhận cả hai đều đẹp không góc chết. Nếu bộ áo cưới này cho một người khác sẽ rất dễ bị lố, nhưng đã là song song thì không thể nào đẹp hơn nữa. Ngọt ngào và dễ thương, hoặc phong cách trang phục cưới bến Thượng Hải cũng khá ấn tượng. Khó mà tin đây là ảnh ghép. Tháng 10 sắp tới sẽ là dịp để các fan thỏa thích ngắm cặp đôi nổi tiếng diện quốc phục Hàn Quốc cùng nhau như thế này. Và một đám cưới lãng mạn nữa. Song song couple rất có thể sẽ là cái tên khiến người hâm mộ khó lòng quên được. Váy cưới của Song Kyo hơi lạ nhưng vẫn xinh đẹp mọi người nhỉ. Bộ hình cưới tuy giả nhưng tình thì rất thật. Có lẽ bộ hình cưới này ít nhiều fan hâm mộ của cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đứng ngồi không yên, mong ngóng đến ngày được ngắm bộ ảnh cưới chính thức từ chuyện tình lãng mạn này. Đôi lời về ông Cao Toàn Mỹ. Nhìn cái dáng gầy còm, cao lêu đêu, đeo kính cận bước đi thức thệu của họ Cao sau phiên tòa, bỏ mặc hàng trăm người hiếu kỳ mặc sức rủa rã, bỗng dưng tôi thấy ông thật sự cô đơn. Trong cái cúi đầu bước đi lầm lũi ấy là tất cả sự cay đắng cam chịu, nghẹn ngào ấm ức và buồn tủi. Tôi biết ông có lý do chính đáng để đòi lại số tiền đã mất. Những kẻ lên phay chửi bới, kêu gào ông không đáng mặt đàn ông, thực sự họ chẳng bằng ông. Họ lừa phỉnh các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, đến khi no soi chán chè thì phủi đích cao chạy xa bay. Kẻ càng to mồm thì một xu họ càng không rỉ, nói gì 16 tỷ. Số tiền mà 99% đàn ông xứ này có dành dụm cả đời cũng không có được. Ông nào ga lăng lắm thì cũng đến mua cho bồ cái điện thoại đời mới hay dăm bộ áo váy là cùng. Họ cũng chỉ dám mèo mã gà đồng với nhau trong mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền hôi hám. Chứ làm sao dám 17 lần đưa người tình xuất ngoại đến những thành phố đẹp nhất thế giới. Đi vé hạng thương gia, nghỉ ở Sheraton, Four Seasons. Còn các chị các cô bên em Nga lem lẻm, cứ thử đào mỏ chồng họ xem, họ chẳng nhảy ngược lên đánh ghen có tổ chức chứng đời nào để yên. Tôi hiểu, đúng là chẳng có bản hợp đồng tình ái nào ở đây cả. Nếu có, nó phải được in ra và lập thành nhiều bản, có chữ ký hai bên đầy đủ.
Với một người phụ nữ quen với kiện cáo như Nga, hẳn cô ấy đã giữ chặt và chưng ra trước tòa. Có chăng đó là thỏa thuận miệng đại khái kiểu em ngoan, sẽ có quà, anh sẽ lo cho em đầy đủ. Nhưng với một người như Nga, biết bao nhiêu là đủ. Ông Mỹ à, sai lầm lớn nhất là ông đã yêu và tin Nga đến mức mù quáng. Một cô hoa hậu đã cả gan đêm hôm đến gõ cửa phòng từng thành viên ban giám khảo đòi tâm sự, thì còn việc gì không dám làm. Một cô gái lừa cả mẹ mình bán hai mảnh đất, đến nỗi mẹ con phải kéo nhau ra tòa, thì còn từ thủ đoạn nào. Một người trong showbiz mà lừa bán mỹ phẩm cho đồng nghiệp chiếm đoạt hàng trăm triệu mỗi người thì làm gì còn nhân phẩm. Thế nhưng ông quá dại, lẽ ra ông chỉ nên xem cô ta là một mặt hàng, thích thì đến, chán thì thôi. Với 16 tỷ, ông có thể có cả tá mỹ nhân hết lòng yêu thương, không bao giờ dám lệch dù chỉ một lời. Còn yêu Phương Nga này, ngay từ đầu đã xác định ông là cái mỏ không đáy để cô ấy đào. Khi hết giá trị lợi dụng thì cô ấy đá ra đường không mảy may thương cảm. Mà ông si tình quá, mù quáng quá. Cô Nga tuy tiếng là hoa hậu chui thôi, nhưng nhân tướng rất kỵ, mắt trắng, môi thâm, chán vô mũi khòm, khô chân gương mặt. Đấy là tướng đại kỵ hãm chồng hãm con, phản phúc vong ơn bội nghĩa. Có việc gì trên đời này mà cô ấy không dám làm? Mà kỳ lạ thay, sao cô ấy cần nhiều tiền đến thế, đến mức lừa bán cả nhà mẹ đẻ thì đúng là hết thuốc. Tôi biết dạng người như ông, một kỹ sư tinh học, đầu óc đặc biệt thông minh nhưng rất gà mờ trong các mối quan hệ xã hội. Ông kiếm tiền với tư cách là đồng sáng lập Vinagame, tập đoàn số 1 Việt Nam, nhưng thực sự không phải là người giỏi buôn bán, ngã giá, mánh lưới trên thương trường. Vì thế khi yêu ông, yêu như điên dại say mê và không chấp nhận nổi sự phản bội. Thế nhưng cuộc đời khác với thực tế ảo mà ông lập trình, đôi lúc chúng ta phải học buông bỏ. Ông có thể kiện tiếp, nhưng càng kiện ông càng bế tắc, bởi dư luận đứng về nhân tình cũ của ông, đặt địa vị vào thẩm phán. Nếu họ tuyên trắng án, họ sẽ được cả xã hội tung hô là đi đến cùng công lý, là bao công thời đại, đường quan lộ rộng mở. Còn họ tuyên cô ta có tội, cả xã hội sẽ chửi như hát hay rằng thẩm phán bị mua chuộc, thẩm phán ăn tiền. Buông bỏ trở về với gia đình của mình và tiếp tục đồng hành công ty với những ý tưởng mới sẽ mang lại cho ông niềm vui. 40 với đàn ông thực sự mới bước vào đường trưởng thành. Chúc ông bình an. Loạt ảnh hiện tại của nàng mẫu cao 1m78 sau khi chia tay chàng lùn 1m26 Trần Xuân Tiến. Câu chuyện tình yêu cổ tích bị đổ vỡ ai cũng tiếc nuối. Hiện tại cô bạn gái cao 1m78 có gì thay đổi không? Chuyện tình yêu cổ tích của cặp đủ lệch chàng tí hon 1m26 Trần Xuân Tiến và người mẫu Thanh Thảo cao 1m78 từng thu hút sự quan tâm trên mạng vào năm 2013. Mặc cho sự khác biệt về vóc dáng bị mọi người bàn tán, song cả hai vẫn gắn bó hạnh phúc bên nhau. Chính vì sự chân thành này mà chuyện tình của Xuân Tiến Thanh Thảo vì rất nổi tiếng được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Tuy nhiên vì rào cản gia đình mà cặp đôi đã đường ai nấy đi vào năm 2016. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cặp đôi này. Thanh Thảo và bạn trai ngày còn hạnh phúc bên nhau, ai cũng phải ngưỡng mộ trước mối tình đẹp này. Tuy nhiên cả hai đã phải chia tay vì gia đình Thanh Thảo phản đối. Sau khi chia tay, dù buồn nhưng cả Xuân Tiến và bạn gái cũ đều cố gắng sống vui vẻ, hoàn thành tốt những công việc của bản thân. Mỗi người còn chọn một hướng đi khác nhau. Trong khi Xuân Tiến hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh thì bạn gái lại khá đắc xô trên sàn catwalk. Thanh Thảo hiện tại đang có một cuộc sống khá viên mãn, công việc đều đều, cùng bạn bè đi chơi, du lịch rất thoải mái. Trên trang cá nhân, cô gái này cũng thường xuyên khoe các hình ảnh của cuộc sống hàng ngày, có thể thấy rất cá tính và có phần nổi loạn. Thanh Thảo ngày càng gợi cảm, trên trang cá nhân cô hay khoe ảnh mặc sexy. Trước kia, khi xuất hiện bên Xuân Tiến, cô ăn mặc rất nền nã, hiện tại là rất cá tính và xanh điệu. Cô vẫn chăm đi dự sự kiện, ngoài ra còn đắc xô trình diễn thời trang nữa. Ngoài công việc, cô dành thời gian đi du lịch với bạn bè. Hơn nữa còn chăm chỉ luyện tập để duy trì vóc dáng đẹp. Chuyện Hoa hậu Phương Nga đòi vào phòng ông Dương Kỳ Anh. Nhà thơ Dương Kỳ Anh, tên thật là Dương Xuân Nam, cha đẻ của các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, từng có ấn tượng mạnh với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Thông tin Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam hôm 19 tháng 3 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 16 tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận. Biết tin Trương Hồ Phương Nga bị bắt,
nhà thơ Dương Kỳ Anh nhớ lại ấn tượng mạnh khi tiếp xúc với cô trong thời gian ông làm trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt khu vực năm 2007. Theo ông Dương Kỳ Anh, Chư Hồ Phương Nga là một người đẹp bản lĩnh, nhưng các số đo và chiều cao chưa đạt chuẩn nên chỉ nằm trong top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt khu vực năm ấy. Một kỷ niệm mà nhà thơ không thể quên về Phương Nga là cô đã gõ cửa phòng ông lúc nửa đêm trước ngày thi chung kết và đòi vào phòng nói chuyện. Dù vậy, để tránh vi phạm những quy chế của ban giám khảo đặt ra, đồng thời đảm bảo tính khách quan, ông Dương Kỳ Anh đã mời cô ra về. Ông hẹn sáng hôm sau gặp nhau tại phòng họp khi có mặt các thành viên ban giám khảo. Trước mặt ban giám khảo, Phương Nga bày tỏ thái độ không đồng tình vì nghe ai đó nói giám khảo sẽ phát trước câu hỏi ứng xử cho các thí sinh. Chúng tôi trò chuyện, giải thích cho cô hiểu rằng đây chỉ là tin đồn. Tôi cũng nói với cô rằng các câu hỏi ứng xử đều là những câu hỏi mở, ai cũng có thể trả lời được. Người thông minh thì trả lời hay hơn, ông Dương Kỳ Anh nhớ lại. Tuy nhiên, trong lá đơn gửi luật sư Trần Đình Triển ngày 23 tháng 3, 2015, nhờ bào chữa giúp vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của con gái, bà Hồ Mai Phương, mẹ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã phản bác lại thông tin này. Bà Mai Phương khẳng định thông tin Trương Hồ Phương Nga gõ cửa phòng một vị trong ban giám khảo lúc nửa đêm, cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007 để đòi vào phòng nói chuyện là hoàn toàn không chính xác. Bà Mai Phương viết, một tờ báo khác đăng ông cụ tổng biên tập báo Tiền Phong nói rằng con tôi xin vào phòng để gặp ông trong cuộc thi Hoa hậu ở Nga. Đây là việc bịa đặt. Hai mẹ con tôi khi đó ở cùng một phòng. Sáng sớm trước khi thi, thì ông ngồi ăn sáng ở bàn bên cạnh đến chào hỏi mẹ con tôi và tự giới thiệu ông ta từ Việt Nam sang, làm trong ban giám khảo. Lúc đó mẹ con tôi mới biết ông ta. Đáp lại trao đổi trên báo chí, ông Dương Kỳ Anh khẳng định, tôi không nói xấu gì cô hoa hậu đó cả, tôi chỉ kể lại chuyện cô ấy có đến gõ cửa phòng tôi nhờ giải đáp một số thắc mắc, chuyện cũng xảy ra nhiều năm nay rồi, tôi không muốn nhắc lại. Một số trang báo lại đưa tin, đó có thể không chính xác, những thông tin không chuẩn thì người đưa tin phải chịu trách nhiệm. Bài tôi viết đã 7 năm rồi, nếu thông tin đó là sai, tại sao bà Mai Phương và cô Phương Nga không phản ứng từ lúc đó mà bây giờ mới lên tiếng, ông đặt câu hỏi.